Xin chào các bạn. Hôm nay chúng tôi lại cùng với các bạn, chúng ta đi vào một cái phần mềm đồ họa cực mạnh mà tất cả các cái đối tượng, kể cả những nhà chuyên nghiệp cho đến những người làm công việc nghiệp dư, chúng ta đều có thể sử dụng được các mức độ khác nhau. Đó là phần mềm CorelDRAW. Phiên bản hôm nay tôi giới thiệu với các bạn đó là phiên bản CorelDRAW X3, vì phiên bản này đang được sử dụng rộng rãi trên thị trường. Hiện nay đã có CorelDRAW 14 và CorelDRAW 15. Hôm nay nó là buổi nhập môn, cho nên tôi xin giới thiệu chậm rãi từ từ để các bạn mới tiếp thu vào cái chương trình này chúng ta có thể nhận biết được. Trên màn hình các bạn đó là toàn bộ giao diện của phần mềm CorelDRAW X3. Cũng giống như các phần mềm khác, chúng ta sẽ có cái thanh tiêu đề ở trên cùng đây. Và hiện nay cái bức tranh mà chúng ta đang lấy ra, cái trang vẽ lấy ra đó, người ta tạo đặt tên mặc định là Graphic 1. Bên dưới thanh tiêu đề đó là thanh thực đơn. Trong CorelDRAW có những cái thực đơn rất đáng quý để giúp cho việc chúng ta thực hiện công việc thật tốt. Bên dưới thanh thực đơn đó là thanh standard, là thanh tiêu chuẩn. Trong cái thanh tiêu chuẩn này cũng cho chúng ta một loạt những cái phục vụ cho cái nhiệm vụ vẽ. Ngoài ra còn có rất nhiều những cái công cụ khác và những cái thanh khác phục vụ cho công việc của chúng ta, là chúng ta lấy dần ra. Theo tôi, trên màn hình chúng ta chỉ cần lấy như vậy là đủ. Phía bên trái màn hình chúng ta có một cái hộp công cụ, và bên cạnh nữa là có một cái hộp VBA Macro, tức là cái hộp này làm nhiệm vụ chúng ta ghi chép lại toàn bộ thao tác của chúng ta. Dù có hàng trăm lệnh, sau đó chỉ là một cú nháy chuột play thôi, nó sẽ lặp lại toàn bộ công việc cho chúng ta. Thì càng đi sâu vào trong, các bạn sẽ tìm hiểu thêm. Còn một công cụ zoom tôi để vào cái góc bên cạnh này, để cho nó tiện lợi chúng ta khi cần thiết xem ở các cái chế độ khác nhau của màn hình. Đấy. Trong đó có cái topography, tức là xem toàn trang. Đấy, đây là xem hết toàn bộ chiều rộng của trang. Nhưng thôi, tất cả những cái này trong quá trình thực hành chúng ta sẽ làm quen dần. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với những các công cụ vẽ. Và bài hôm nay là tôi hướng dẫn tới các bạn một cái chương trình gọi là vẽ những hình họa cơ bản trong phần mềm CorelDRAW. Cái công cụ vẽ chủ yếu tập trung vào, một là công cụ Freehand Tool. Đây là công cụ vẽ các đường nét. Trong đó nó còn có những cái loại bút khác nhau ở trong công cụ này. Và nó kèm thêm một cái công cụ đo kích thước dimension ở đây nữa. Tiếp theo là cái công cụ nhuộm màu, đặc biệt trong CorelDRAW 13 mới có, chứ còn CorelDRAW 12 về trước thì không có cái công cụ này. Tiếp tục là cái công cụ vẽ các cái hình cơ bản. Về Rectangle Tool là vẽ hình chữ nhật, và Ellipse Tool là vẽ hình tròn, hình ellipse, và Polygon Tool tức là vẽ hình đa giác. Công cụ này là những cái công cụ Basic Sharpen, phục vụ cho những cái hình vẽ cơ bản. Và đây là công cụ Text, để chúng ta có thể ghi văn bản vào trong chương trình của chúng ta. Tôi tạm thời như vậy đã, để bây giờ chúng ta bắt đầu bắt tay vào việc. Đầu tiên chúng ta hãy làm quen với công cụ vẽ đường nét. Công cụ này bên trong nó có công cụ Freehand Tool, viết tắt là F5. Chúng ta sẽ vẽ những đường nét tự do nếu chúng ta giữ chuột và đưa đi. Nhưng nếu các bạn nhấn Ctrl thì chúng ta sẽ vẽ những đường thẳng hoặc những đường chéo một cách rõ ràng. Đó. Nhưng các bạn chỉ nháy một cái thôi thì nó chỉ để lại những cái hình rất nhanh cho chúng ta. Công cụ thứ hai mà các bạn chú ý đó là công cụ Bezier Tool. Công cụ này cho chúng ta vẽ đường cong. Đó, các bạn dừng lại và chúng ta tìm đến đường cong một cách thật thoải mái. Công cụ thứ ba cho chúng ta vẽ những cái hình như kiểu bút lông. Đó, các bạn lướt lên thì nó sẽ cho ra cái hình bút lông. Và ở đây có rất nhiều loại bút lông để chúng ta chọn. Đó, các bạn thấy. Và chúng ta có thể nhuộm màu cho cái nó đó bằng cách chúng ta nhấn chuột phải vào bất kỳ ô hình nào thì đường nét hiện lên.
và nhấn chuột trái thì màu sắc của nét bút sẽ hiện lên. Đấy, các bạn chú ý cho như vậy. Khi chúng ta muốn cho cái bút lông này không có màu trở lại thì các bạn chỉ việc nháy chuột trái vào cái hình chéo ở trên cùng của cái ô màu này thì lập tức màu sẽ hết. Và chúng ta nháy chuột phải vào cái ô màu này thì đồng thời đường nét cũng mất. Đến lúc này chúng ta muốn nó hiện trở lại rất dễ, các bạn lại nháy cái chuột trái của chúng ta vào một ô màu nó lại hiện lên. Và chúng ta muốn cho đường nét hiện lên, ta lại nháy chuột phải vào bất kỳ một cái màu nào đó, ví dụ tôi nhấn màu đỏ này, thì các bạn nhìn thấy như vậy là chúng ta thấy cái nét bút lông của chúng ta nó đã hiện lên gồm có đường nét màu đỏ đó. Vấn đề về đường nét còn rất nhiều những điều nan giải trong quá trình chúng ta thực hiện. Bây giờ chúng ta lại cho tô baby trở lại toàn bộ trang vẽ như thế này. Bây giờ chúng ta tạm xóa những cái hình ta vừa vẽ, thì các bạn dùng công cụ Quick Tool, chúng ta cua một vòng toàn bộ xung quanh những cái gì đã vẽ trên trang vẽ và chúng ta nhấn phím Delete thì tất cả sẽ qua đi. Bây giờ chúng ta hãy làm công tác vẽ hình chữ nhật. Và chúng ta vẽ hình chữ nhật, các bạn chọn công cụ Rectangle Tool và chúng ta lướt trên mặt trang vẽ để vẽ hình chữ nhật. Sau đó chúng ta có thể nhuộm màu nó bằng cách các bạn trở lại công cụ Quick Tool và chúng ta chọn một màu bất kỳ trên bảng palette và nó sẽ hiện màu ra. Chúng ta có thể thay đổi màu ngay lập tức, một lệnh rất nhanh. Bây giờ muốn vẽ hình vuông thì xin các bạn chú ý, chúng ta vẫn chọn công cụ Rectangle Tool nhưng chúng ta nhấn phím Ctrl và giữ phím Ctrl đó, chúng ta sẽ di chuyển bất kỳ lúc nào thì hình vuông cũng được hiện ra. Đấy, nhưng nếu các bạn nhớ rằng chúng ta thả tay trái sớm quá thì sẽ không thực hiện được điều đó đâu. Vậy chúng ta làm lại nha, nhấn Ctrl này đó, sau đó các bạn nhả chuột trái trước rồi mới bỏ tay trái ra thì hình vuông mới giữ lại. Đấy, các bạn thấy chúng tôi có thể nhuộm màu như vậy để các bạn thấy. Cũng tương tự như vậy, chúng ta vẽ hình tròn. Ở đây muốn vẽ hình tròn, các bạn tiếp tục nhấn Ctrl và chúng ta quét, giữ cuột chuột trái và drag quét cho con trỏ chuột chạy theo một hướng nhất định. Đến khi đạt được yêu cầu rồi, các bạn mới bỏ tay trái ra và chúng ta lại nhuộm màu cho nó, ví dụ như một màu xám này chẳng hạn. Nhưng nếu vẽ hình ellipse thì xin các bạn, chúng ta không cần phải giữ gì cả, chúng ta vẫn vẽ một cách thật thoải mái, tự do và vẫn có thể nhuộm màu được cho nó một cách thật thoải mái. Và tương tự như vậy, bây giờ chúng ta chọn cái công cụ thứ ba là công cụ Polygon Tool, phím tắt của nó là chữ Y. Ở đây các bạn chú ý, khi vẽ nó có mấy điều cần phải lưu tâm. Mặc định người ta để một cái hình ngũ giác, chúng ta vẽ tự do thì nó là một hình ngũ giác tự do và chúng ta nhuộm màu cho nó. Nhưng nếu chúng ta giữ phím Ctrl, các bạn thấy, thì lập tức nó luôn luôn là một hình ngũ giác đẹp đó, và thực hiện cho chúng ta. Đấy là những một số những công cụ vẽ hình cơ bản mà chúng ta nhận ra. Bây giờ chúng ta đi sâu hơn vào những công cụ này một chút. Trước khi đi sâu vào công cụ này, tôi xin giới thiệu thêm với các bạn, tức là chúng ta cần phải làm quen với một số những cái palette, tức là những cái bảng neo ở bên cạnh. Những cái bảng neo này thì lấy ở đâu? Thưa các bạn, chúng ta vào Windows và chúng ta vào cái thực đơn là Docker, thì bên này nó có rất nhiều những cái thực đơn neo tiếp theo mà chúng ta có thể chọn ra tùy các bạn. Ví dụ như Properties là cái thuộc tính, thì chúng ta nhấn Alt Enter phím tắt như vậy, chúng ta sẽ cho ra được chính cái công cụ này. Đây chính là cái bảng này, là bảng Object Properties, có nghĩa là thuộc tính của các đối tượng. Trong cái bảng thuộc tính này nó có phần nét, phần màu và một số những cái ứng dụng khác đi kèm theo. Các bạn chỉ cần chú ý phần màu, phần nét là cái chúng ta đang dùng trước tiên. Hiện nay chúng tôi đang để mặc định là nét bằng 0.25mm, nhưng chúng ta giả sử cho nó lên thành 2mm cũng không sao. Và các bạn nhấn hiện một cái bảng này lên, hỏi ra là tất cả những nét bây giờ, kể cả các cái chương trình graphic, thì thống nhất dùng cái nét là 2mm không? Ta nhất trí OK thì lập tức cái nét 2mm sẽ hiện ra.
Bây giờ chúng ta dùng cái nét này để chúng ta diễn tả cho dễ nhìn. Bây giờ các bạn bắt đầu vào lại cái công cụ đường nét này. Và chúng ta nháy vào cái tam giác đen đen con bên cạnh này. Và chúng ta chọn bất kỳ một cái loại bút nào. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm cái bút freehand tool. Đấy các bạn nhìn, chúng ta vẽ xong thì lập tức là cái nét nó đúng bằng 2mm. Các bạn nháy chuột phải vào bất kỳ màu nào thì cái màu của nét sẽ hiện lên. Còn một phương pháp nữa để các bạn nhuộm màu, đây các bạn vào công cụ Woodlight Tool này, cũng là một phương pháp nhuộm màu. Và đây cho chúng ta được chọn các loại đường nét 8 inch, vâng đấy, 2 inch vân vân. Bây giờ tôi giả sử tôi chọn cái này là 16 inch, nó sẽ hiện lên to ngay. Đấy là một phương pháp. Và cũng trong này chúng ta có thể chọn màu của đường nét. Đấy, các bạn đang chọn màu đỏ, bây giờ chúng ta chuyển sang màu vàng, lập tức đường nét của chúng ta sẽ chuyển thành màu vàng. Có nghĩa là chúng ta có nhiều cách để đi đến đường nét với những màu sắc và những thuộc tính khác nhau. Nhưng cái điều quan trọng nhất, dù công cụ nào các bạn cũng bắt đầu phải để ý trên trang thuộc tính, nó sẽ hiện ra những cái đặc tính của công cụ đó. Bây giờ chúng ta đang ở công cụ nét thì nó sẽ cho chúng ta biết tọa độ của công cụ. Đấy, tọa độ của nét đang hoạt động từ đâu. Và cái khoảng chiều ngang chiếm hết cái ô chọn này, và chiều cao chiếm hết cái ô chọn này, nó là tương đương với bao nhiêu mm. Ở đây chúng ta thấy nó là 203.764mm và 81.184mm. Đấy là cái hình chữ nhật tưởng tượng đang bao quanh cái đường nét này, nó có một khoảng cách như vậy. Đấy, để các bạn chú ý thuộc tính như vậy. Còn rất nhiều khác, điều khác sẽ liên quan đến thuộc tính đó. Nhưng ở đây các bạn chú ý, đường nét này nó đang rời nhau. Nếu các bạn để ý đến một cái công cụ, đó là cái Auto Close Cut, có nghĩa là tự động khóa đường nét lại. Các bạn sẽ thấy chúng ta nhảy vào đó, lập tức có một đường thẳng xuất hiện để khóa hai đầu bút của đường nét lại với nhau. Nếu như chúng ta muốn cho nó rời trở ra, nhanh nhất là chúng ta Ctrl Z trở lại cái hoạt động ban đầu. Bây giờ chúng ta tiếp tục vào một cái trường hợp công cụ đường nét giới thiệu với các bạn, đó là cái bút sắt. Cái bút sắt cũng cho chúng ta vẽ, nhưng nó luôn luôn tạo ra cái điểm, những cái điểm đầu mút để chúng ta có thể uốn nét vẽ của chúng ta theo ý muốn. Đây là một công cụ mà vẽ đường cong rất tuyệt vời. Và các bạn tiếp tục di chuyển những đầu mút này của nó. Đến đây thì coi như chúng ta đã xác định là đường cong của chúng ta đã được khép kín. Và các bạn bắt đầu thực hiện, tức là chúng ta nhuộm toàn bộ cái hình này là đã khép kín, thì lập tức là toàn bộ cái đường bao của nó được nhuộm. Rõ ràng đấy là một cái điều chúng ta thấy chú ý trong cái công cụ bút sắt. Công cụ vẽ cái polyline này là vẽ nhiều điểm. Đang phải chú ý đây, cái này là chúng ta thí dụ vẽ những cái đường nó rích rắc một đồi núi, hoặc là những đường nó đòi hỏi phải là tạo ra nguyên bản đẹp đẽ của những cái đường rích rắc nhiều điểm, thì chúng ta nên chọn công cụ này. Và sau đó các bạn lấy ghép. Đấy, thế thì như vậy là luôn luôn nó tạo ra đường cho chúng ta thấy một cái đường nét nó cong tự nhiên đẹp đẽ. Đấy là một cái mà chúng ta nên sử dụng. Và cái công cụ tiếp theo này nó sẽ giúp cho chúng ta sửa đổi cái đường nét này. Đấy, các bạn thấy chúng ta vào chọn bất kỳ một điểm nút nào, chúng ta có thể sửa đổi cái đường nét này một cách theo ý của chúng ta. Sau này vào những bài tập cụ thể các bạn sẽ làm quen. Hôm nay tôi giới thiệu một chiếc đại cương để các bạn nắm được như vậy. Bây giờ chúng ta lại tạm thời thoát những cái hình mà chúng ta vừa mới vẽ đi bằng cách chọn công cụ Quick Tool bao quanh toàn bộ trang giấy, sau đó chúng ta nhấn phím Delete. Bây giờ chúng ta làm quen với một cái công cụ nữa trong phần vẽ, đó là cái công cụ vẽ 3 điểm. Đây các bạn nhấn, và chúng ta cứ buông chuột ra và buông chuột trái ra, và chúng ta di chuyển đến chỗ nào vừa ý, chúng ta nháy chuột một lần nữa thì đã tạo cái đường cong 3 điểm. Đấy, đấy là một cái mà chúng ta, và cũng giống như những cái đường nét khác, chúng ta tiếp tục nhuộm màu. Và nếu như các bạn muốn khóa nó lại thì chỉ việc nháy vào đây Auto Close Cut thì nó khóa lại, và chúng ta sẽ nhuộm ra toàn bộ cái màu bao quanh đường nét đó.
Còn nếu không muốn điều đó thì xin các bạn chúng ta Ctrl Z để nó trả lại bình thường. Và Ctrl Z một lần nữa là chúng ta lại có một cái đường cong tự nhiên. Và công việc vẽ tiếp theo là vẽ những đường zig zag. Các bạn vào đây chúng ta nhìn thấy, chúng ta cứ đi và chúng ta cứ di chuyển, nó sẽ tự tạo ra những đường zig zag vuông góc với nhau. Đấy là một cái chúng ta làm quen nhá. Còn cuối cùng là cái công cụ rất hay sử dụng khi chúng ta đo kích thước. Bây giờ các bạn nhìn trên thanh trục tính, nó có nhiều những phương pháp đo khác nhau. Phần này tôi sẽ giới thiệu kỹ với các bạn sau. Như hôm nay chúng ta hãy chọn cái đo là đo vừa đo ngang vừa đo dọc. Chúng ta nháy chuột vào một điểm bút và chúng ta di chuyển tiếp đến điểm bút thứ hai, xong chúng ta kéo xuống. Đó. Thì lập tức một cái hình hiện ra và nó mặc định đơn vị là in. Đây cái này nó là 2,98 in. Thì các bạn chú ý. Thế nhưng chúng ta vào decimen và chúng ta chọn một cái đơn vị decimen và chúng ta chọn cái đơn vị nó là cm, mm chẳng hạn. Đây đang chọn in. Bây giờ các bạn chọn nó là mm đi. Đấy. Và thì lập tức cái đơn vị của chúng ta nó sẽ chuyển ra thành mm. Sau này khi đi vào những bài tập thực tế tôi sẽ hướng dẫn kỹ các bạn sau. Còn hôm nay chúng ta hãy tập làm quen những cái dụng cụ đó. Bây giờ còn một việc quan trọng là chúng ta sắp xếp các đối tượng. Bây giờ xin các bạn lưu ý, trên màn hình chúng ta vẽ hình thứ nhất là hình chữ nhật, chúng ta nhuộm cho nó một màu xanh. Chúng ta chọn hình thứ hai là hình tròn, chúng ta vẽ cho nó và chúng ta chọn cho nó một màu đỏ. Thế hình thứ ba chúng ta vẽ một đa giác hoặc là một ngôi sao chẳng hạn. Đấy, chúng ta nhuộm cho nó là màu vàng. Bây giờ ba đối tượng này nó rời rã nhau thì có lẽ là chúng ta cũng không phân biệt được cái nào trước cái nào sau. Nhưng chúng ta dùng công cụ pick tool và chúng ta bắt đầu đặt chồng nó lên nhau. Thì anh nào vẽ, đối tượng nào vẽ sau thì sẽ hiện lên trước, đối tượng nào vẽ trước sẽ hiện lên sau. Bây giờ tôi vẽ thêm một cái hình gọi là những cái sáp phần cơ bản cả. Các bạn thấy này. Đó. Và tôi có thể quay nó theo một cái hướng mà mình mong muốn. Và tôi cũng nhuộm cho nó một cái màu xanh lam này. Thế thì các bạn đặt lên đây nó cũng sẽ lại ở phía trước. Thế nhưng mà có những lúc chúng ta lại cần những cái đối tượng này nó ở dưới, ở trên theo ý của chúng ta. Thì chúng ta phải làm cách nào? Ở đây có một phương pháp mà Coren đã cung cấp cho chúng ta. Đó là cái thực đơn Arrang. Đấy, nó cho chúng ta được tất cả những quá trình biến đổi. Khi nào chúng ta chọn thì bây giờ các cái chữ M này nó mới hiện lên. Còn chúng ta chưa chọn đối tượng nào thì nó không hiện lên. Nhưng còn có một cái đường tím tắt nữa giúp cho chúng ta rất tiện lợi. Tức là khi ta chọn cái đối tượng sao, các bạn nhìn này, tất cả các cái order nó sẽ cho chúng ta. Tức là tiến lên phía trước, lùi về phía sau. Đấy, tiến lên một cái lớp trước, tiến lùi lại một lớp, vân vân và vân vân. Có rất nhiều những cái lựa chọn sau này chúng ta sẽ tính sau nhá. Nhưng bây giờ tôi muốn cho cái ngôi sao này nó xuống dưới cái hình chữ nhật xanh thì chúng ta làm thế nào? Các bạn chỉ việc nhấn shift và các bạn ấn vào cái phím bay đốc vào trên bàn phím, lập tức ngôi sao sẽ xuống dưới cùng. Bây giờ tôi lại muốn cho nó lên trên cùng thì sao? Chúng ta lại giữ shift và nhấn vào file bay up thì nó sẽ lên trên cùng. Thế nhưng bây giờ tôi chỉ muốn nó xuống bên dưới cái màu đỏ thôi, thì các bạn nhấn Ctrl và nhấn tiếp phím bay up. Vâng. Đấy, nó sẽ xuống dưới một lớp, tiếp tục lại xuống dưới cùng. Muốn lên ta lại tiếp tục nhấn bay up, lên lên và lên trên cùng. Bây giờ các bạn nhìn thấy nó sẽ lên trên cùng. Đấy, nó để hẳn cả lên cái mà chúng ta vừa vẽ xong. Tương tự như vậy, bây giờ tôi muốn lấy một cái màu hình tròn màu đỏ này, lại cho nó lên trên cùng. Thì nhanh nhất là chúng ta nhấn shift và bay up là lên trên cùng. Còn cho nó xuống dưới cùng thì nhấn shift và bay đấp lại xuống dưới cùng. Đấy. Đó là cách mà chúng ta có thể sắp xếp được các đối tượng thành tầng, thành lớp mà chúng ta mong muốn. Bây giờ xin các bạn chúng ta hãy tạm thời giải lao một chút, bởi vì từ nãy đến giờ khá nhiều kiến thức rồi.
để chúng ta đi vào làm một cái việc cụ thể. Trong lúc này xin các bạn chúng ta có thể ôn lại bằng cách chúng ta tiếp tục vẽ một cách tự do theo cảm xúc của mình, và chúng ta chờ cái phần tiếp theo để chúng ta làm cái việc nó có liên quan đến một cái bài tập cụ thể. Chúc các bạn thực hành thành công. Chúng ta tiếp tục. Bây giờ chúng ta cùng nhau ôn lại những cái việc sử dụng các cái công cụ vừa rồi để chúng ta làm cái bài tập. Đó là vẽ một cái hình hoa thị. Phương pháp làm như sau. Xin các bạn cứ từ từ chậm rãi và chúng ta tiến hành từng bước theo tôi. Việc đầu tiên chúúng ta chọn công cụ Ellipse Tool. Và tức là chúng ta nhấn phím F7, phím tắt F7. Sau đó các bạn vẽ một cái hình ellipse dài. Đó. Bây giờ chúng ta hãy nhuộm cho nó một cái màu tím. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai là các bạn về công cụ Quick Tool. Sau đó các bạn nhấn tiếp vào cái hình ellipse chúng ta vừa vẽ. Nhấn chuột trái một lần nữa. Nó sẽ hiện lên xung quanh những cái hình mũi tên cong và mũi tên thẳng hai đầu. Bây giờ chúng ta nhấn phím Ctrl để chắc chắn rằng quay cái này chỉ 15 độ thôi. Và đó. Nhưng các bạn làm như vậy chúng ta chỉ quay mà chúng ta không đạt được cái nhân hình lên. Chúng ta làm lại như sau bằng cách Ctrl Z. Và bây giờ các bạn chú ý làm theo tôi chậm rãi nhá. Này, nhấn vào mũi tên cong, quay và đồng thời tay trái giữ vào phím Ctrl, rồi chúng ta nháy chuột phải. Đó, như vậy là chúng ta vừa quay và vừa nhân thêm một cái hình đã chết so với cái hình cũ là 15 độ. Cái việc làm của chúng ta như vừa rồi sẽ được lặp lại bằng cách các bạn nhấn phím Ctrl và chúng ta dùng tay phải gõ vào chữ R trên bàn phím lần lượt như sau: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy là chúng ta đã có những cái hình nó xoay quanh tạo thành một cái hoa thị. Đến đây, nếu như chúng ta cứ để tự do như thế này thì lập tức khi ta chạm chuột vào nó sẽ nhấc ra tự do như này. Bây giờ các bạn Ctrl Z để nó trở lại vị trí cũ. Đấy. Bây giờ chúng ta hãy làm một cái việc mà trong Corel Draw cho chúng ta một cái điều rất hay, tức là chúng ta có một cái lệnh là combiner tất cả những cái hình này lại với nhau. Các bạn khoanh chọn tất cả cái hình này, tức là chúng ta bao xung quanh toàn bộ những cái hình ellipse mà đang chồng với nhau như vậy. Chúng ta vào một cái lệnh gọi là Arranger và có chữ combiner. Bằng cách đó là một cách. Cách thứ hai là chúng ta có thể Ctrl L, nó cũng ra một cái lệnh tương tự như vậy. Và các bạn thấy xuất hiện cái combiner của chúng ta. Nó đã cắt toàn bộ những cái phần chồng chéo lên nhau và bây giờ nó trở thành một cái hình độc lập. Để các bạn nhìn thấy thành một cái hình độc lập và nó liên kết chặt chẽ với nhau, gọi là combiner lại với nhau. Đấy, đây là điều rất quý. Như vậy là chúng ta thấy rằng cái hình này nó chồng lên nhau thì đã bị cắt lại, còn những phần không chồng lên nhau thì nó cứ theo thứ tự như thế này và nó nhiều cái hình tròn cái đan tiếp nhau cộng với những cái hình cắt chéo đan tiếp nhau rất đẹp. Chúng ta phóng to lên để cùng nhìn bằng cách vào công cụ zoom và bao quanh cái hình mà chúng ta vừa mới làm. Chúng ta nhìn thấy nó to rõ mạch lạc thế này. Đến đây tôi cùng với các bạn chúng ta làm thêm một điều nữa, là đây là một cái bông hoa thị, nhưng mà tôi muốn cho cái nhụy ở trong cái bông hoa thị này nó trở thành một cái màu vàng bên cạnh màu tím trông cho nó ấn tượng hơn. Thì chúng ta làm như sau. Các bạn vào tiếp tục công cụ Ellipse Tool. Đó. Chúng ta vẽ một cái vòng tròn bất kỳ. Đó. Nhấn Ctrl và kéo chuột trái để nhấn một cái vòng tròn bất kỳ. Sau đó chúng ta nhuộm cho nó cái màu vàng. Đó. Thì các bạn như vậy. Bây giờ chúng ta vào công cụ Quick Tool. Và chúng ta
rất cái vòng tròn này đặt vào vị trí này. Nhưng đến đây thì các bạn thấy rằng cái vòng tròn nó nằm đè đến đây thì trông không ấn tượng lắm, đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta xem cái khoảng cách mà cái nhị này nó nằm làm sao để nó lấp kín được toàn bộ cái này, thì chúng ta sẽ, các bạn sẽ kéo vào một cái góc đó, kéo góc mũi tên, chúng ta kéo nó lên và kéo góc ngược lại, chúng ta kéo tiếp. Đấy, phương pháp thủ công. Còn sau này khi mà chúng ta đến một trình độ cao hơn thì chúng ta sẽ làm chính xác chứ không phải là phải thủ công như thế này. Bây giờ các bạn cứ làm quen thế này nhá. Đó, tạm thời như vậy các bạn thấy rằng nó chưa thật cân tâm thì chúng ta di chuyển nhẹ nhàng đó. Nhưng có một phương pháp nữa tôi giúp các bạn là chúng ta chọn tất cả những cái đối tượng này và chúng ta chỉ việc nhấn một cái chữ P thôi đó, thế là tất cả toàn bộ những đối tượng này nó đã trùng vào nhau và nó nằm ở giữa trang vẽ. Chúng ta vào cái lệnh zoom và chúng ta vào cái lệnh zoom pay thì chúng ta nhìn thấy rõ ràng là toàn bộ cái này là đồng tâm tuyệt đối và nằm ở giữa trang vẽ. Đến đây chúng ta làm thêm một việc nữa là giống như việc sắp xếp cái đối tượng mà trước chúng ta đã học, vậy chúng ta ôn lại. Các bạn chọn cái hình tròn màu vàng và các bạn nhấn shift, rồi tay phải chúng ta đặt vào phím pay up, thế lập tức là cái hình tròn của chúng ta nằm xuống bên dưới và cái hình hoa thị của chúng ta nằm lên trên. Như vậy chúng ta đã có một cái bông hoa thị màu tím và có nhụy vàng rất đẹp đẽ. Đến đây các bạn tiếp tục khoanh chọn cả hai đối tượng này và chúng ta làm một cái phím tắt là Ctrl G, có nghĩa là group hai đối tượng này là một. Cái lệnh đó nó được thể hiện như sau. Đây, chính là Ctrl G, tức là Ctrl G là group hai đối tượng. Chúng ta nhảy vào đó và như vậy bây giờ chúng ta có thể di chuyển cả hai đối tượng này đi khắp nơi. Nhưng bây giờ chúng ta làm cái điều ngược lại là các bạn vào cái phím tắt là Ctrl cộng với chữ U, hoặc nếu không chúng ta vào Arrangeur đây và chúng ta thấy có cái chữ Ungroup, chính là Ctrl U, tức là giải cái phần mà vừa nhóm ra, chúng ta nhảy vào đây. Thì lúc này các bạn thấy chúng ta nhấc ra đó thì cái hộp, cái vòng tròn của chúng ta đã rời rạc so với cái hoa thị. Bây giờ chúng ta làm lại như sau, chọn cả hai đối tượng và chúng ta lại nhấn chữ P một lần nữa, thế là chúng ta vào với nhau và vào giữa trang vẽ. Bây giờ để cho cái này nó tiếp tục nó có nền đẹp hơn thì các bạn sẽ chọn hình chữ nhật và đây, và chúng ta cua xung quanh nó một cái hình chữ nhật cho nó tạo thành một cái nền. Bây giờ các bạn nhuộm một cái màu, thí dụ chúng tôi cho đây đó là màu xanh dương chẳng hạn. Đến đây nhuộm thì các bạn lo quá, nó đè lên trên mất cái hoa thị vừa vẽ rất kỳ công của chúng ta rồi. Nhưng không lo, vẫn lại cái việc chúng ta ôn lại là sắp xếp các đối tượng. Các bạn lại nhấn shift và chúng ta nhấn tay phải vào chữ bay đắp. Và như vậy là cái hình của chúng ta nó lại nổi lên trên. Nhưng bây giờ chúng ta thấy gì? Cái hoa thị này của chúng ta mà ngồi trên cái nền xanh dương này thì nó có vẻ hơi tối. Bây giờ làm thế nào để cho nó tách ra, cho nó đẹp đẽ hơn? Việc này rất đơn giản. Chúng ta chọn vào cái bông hoa thị nhá. Đó. Và bây giờ các bạn tìm vào cái công cụ bút ở trên này là một. Hoặc chúng ta cũng chọn vào công cụ bút ở dưới này, cũng tương tự như vậy thôi. Chúng ta chọn cho nó một cái màu nét to lên, ví dụ như là 8 point đây chẳng hạn. Đó. Thế thì to quá đúng không? Bây giờ ta chọn 4 thôi, làm lại. Và 2 point đây. Đấy. Hoặc là chúng ta tương tự đây, chúng ta vào công cụ nét đây, chúng ta chọn nó là vào khoảng 1 mm. Nhưng các bạn chọn tiếp tục nháy chuột phải vào cái màu trắng này và như vậy nó đã hiện đường bao của chúng ta là màu trắng lên. Cũng tương tự như vậy các bạn có thể làm bên này. Đó. Bây giờ tôi trước hết là ta phải chọn cái đối tượng này đã, chọn hoa thị và sau đó chúng ta vào cái công cụ này và chúng ta vào cái ô gọi là ô outline color dialogue này, tức là shift F12 tím tắt là như vậy nha. Chúng ta chọn và bây giờ các bạn không muốn cho cái màu đó là cái màu trắng nữa mà các bạn muốn chuyển thành một cái màu xanh cẩm thạch chẳng hạn.
đó, chúng ta chọn cái màu xanh cẩm thạch nhá. Đó, để các bạn tìm này. Rồi, bây giờ chúng ta lấy cái cẩm thạch này chẳng hạn. Đây, còn này. Hoặc chúng ta chọn nó nhạt hơn một chút vẫn được, không sao. Các bạn ok, lập tức cái màu xanh cẩm thạch đã hiện lên vào đây. Bây giờ chúng ta cùng zoom to lên để nhìn nhá. Nào, đấy. Như vậy là cái đường bao của chúng ta, hoa thị của chúng ta rất đẹp đẽ. Nhưng đến đây thì tôi thấy rằng cái đường nét này có vẻ hơi to. Ta lại tiếp tục chọn hoa thị và ta đưa cái đường nét này về khoảng 0,5 này. Đó, thì lại bé quá. Chúng ta đưa lên 0,7 thì có lẽ vừa xinh xắn. Đó, như vậy là chúng ta đã vẽ được một cái hoa thị trang trí mà sau này các bạn sẽ vận dụng để làm vào nhiều những cái họa tiết trong quá trình chúng ta vẽ logo. Chúng tôi trước khi các bạn nghỉ chương trình này thì tôi xin các bạn làm một điều nữa là chúng ta chọn cái hình chữ nhật này. Và bây giờ chúng ta nhuộm cho nó cái màu biến đổi trông có vẻ ấn tượng và bắt mắt hơn nha. Chúng ta chọn hình chữ nhật, các bạn vào thêm và làm quen chúng tôi một công cụ nữa là công cụ đây, tức là Intervan Pin Tool, tức là viếm tắt của nó, các bạn nhìn nhá, đó là chữ G để ta chọn. Bây giờ các bạn giữ chuột trái và lướt nhanh trên cái hình chữ nhật một cái, kéo ra đấy, các bạn thấy không, như vậy là nó sẽ mặc định nó nhuộm cho chúng ta một cái kiểu màu, tức là kiểu màu lan từ màu xanh ra màu trắng đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ đổi cái màu của nó như thế nào đấy. Bây giờ giả sử tôi muốn nó trở thành màu vàng với màu trắng, hoặc là tôi lại chuyển sang theo cái dạng gọi là radiant đấy, nó lan từ màu vàng sang màu trắng. Nhưng nếu tôi muốn nó lan từ màu xanh sang màu trắng thì tôi lại chọn thế này. Và tiếp tục tôi có thể cho nó từ màu đỏ sang màu vàng cũng được. Đấy, đấy là những cái mà rõ ràng chúng ta có thể tạo ra bên cạnh cái hoa thị của chúng ta, và ta có thể đổi góc nó như thế này, hoặc là vào giữa chính tâm là thế này, đều đẹp đẽ cả. Hôm nay một cái bài tập nho nhỏ để các bạn giải trí trong quá trình khi chúng ta tiến hành thực hiện cái nhiệm vụ chinh phục cái phần mềm CorelDRAW, rất đắc dụng trong quá trình thiết kế đồ họa của chúng ta. Bài tập hôm nay cũng đã khá dài, chúc các bạn thực hành thành công.